Tròn do bột với trứng, bột mì cán mỏng ra, quay đánh mỏng ra xong rồi lấy trứng vô. Thì anh thấy thì chắc cũng dễ ăn rồi đó. Anh trở đi. Ừ, lấy một cái thử coi. Lấy một cái người ta cắt ra để coi ăn kèm cái gì. Chiên lên vé số. Hôm nay mua không mua không thăm con này 40-80 con đại bàng kìa. Không. Mua số đề không à, 40-80 con đại bàng nè. 00-2060 là con rít. bán số đề bằng máy đàng hoàng nha. Vậy là kẹp lại xong rồi bắt đầu tưới sữa lên sắc ăn một cái, vậy là 10.000 kiếp.
dài. À mắt bao nhiêu? Bao nhiêu ạ? Ủa? Không, mà lấy mấy cái vậy? Một cái thôi mà. Ờ, một cái hả? Cá là bao nhiêu? Không hỏi nữa. Câu chuyện đó là của mấy của người khác không? Cái đó là của người ta chứ không phải của mình.